Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tích gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục là một cái con game là Aga of Logankia. Hôm nay mình vào trong đây để mình hướng dẫn, chia sẻ và gợi ý cho anh em làm sao để chơi tốt nhất cái con game này và chơi hiệu quả nhất theo cái đường cày. Đường cày nó cho chúng ta hai hướng đường cày. Hướng thứ nhất thì anh em có thể là treo ở một bãi quái cố định từ cái map là Atlan đảo xuống. Nói cho nôm na dễ hiểu, các anh em đừng có lên trên cái map cao. Như mình hiện tại bây giờ chỉ có là 14 reset và 20 master, thì anh em nên cài cái map nào là hiệu quả nhất thì ở từ cái map là Dungeon 3 đảo xuống là hiệu quả nhất. Vì sao? Ở đây là các anh em có thể là farm quái nó lẹ, bãi nó chấm. Còn lên cao á thì farm quái nó chậm mà bãi nó nhiều người kít, gũi go bị BK rất là cao. Thì các anh em ở từ cái Dungeon 3 đảo xuống là những cái map đẹp nhất có thể mà chúng ta kiếm ra nguồn thu nhiều nhất có thể. Đầu tiên thì một cái con game nó đã phát hành ra thì nó có những cái mẹo, những cái cách cài rất là hay, nhưng mà ít ai chia sẻ, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em biết luôn. Hiện tại thì người ta đã bóp cái lượng gen lại của anh em rồi, không cho các anh em quăng những cái nguy hiệu ra bán những cái món đồ bằng gen nữa. Các anh em bán cũng như không mà quăng ra thì nó sẽ có tích gen cho mình. Nếu mà hên thì nó sẽ ADD gen, còn nếu mà xui thì nó không có, mà bán đồ nó cũng không cho. Thì làm sao để có một cái lượng gen tốt nhất thì các anh em hãy kiếm cho mình một cái set. Là ở đây là có điển hình, mình có một món là tăng thêm cái lượng gen cộng 20%. Ở đây là mình có full bộ tăng thêm lượng gen 20%. Thì khi mà chúng ta mặc như gì, gen nó sẽ cộng dồn lên. Ví dụ chúng ta quánh một quái thì nó ra 200, khi mà bận lên quánh một quái nó sẽ ra 2000 đấy anh em ạ. Mình ví dụ điển hình nó sẽ cộng dồn lên nha, chứ không phải là như cái lời của mình nói lúc trước á. Thì những cái phiên bản khác mình bận gen vô, tỷ lệ gen nó sẽ ra nhiều hơn thôi, chứ nó không có cộng gen. Còn phiên bản bây giờ nó sẽ có cộng gen cho chúng ta, nhăn lên một cái ra nhiều là một chuyện, và gen nó sẽ cộng lên cao là một chuyện nữa. Cái đó là cái cách để chúng ta cài gen. Và gen bây giờ chúng ta có thể là bán. Hiện tại bây giờ người ta đã up gen ra rồi, anh em cài gen bán rất là tuyệt vời luôn. Với trị giá bây giờ nhiều người bán là 60, nhiều người bán là 70, thì đó là 60-70k với 1 tỷ nha anh em, chứ không phải là 100 hay 1000 đâu. 1 tỷ gen nếu mà bán cho chạy nhất có thể, 1 tỷ gen các anh em bán là tầm khoảng 50k. Còn cách thứ hai thì khi ở những cái map nhỏ thì nó đều gơi ra đây, ớt đây, B đây. Qua từ lúc chơi tới giờ là mình không có farm gơi được cái viên trao nào hết, không gơi được viên cờ ghe nào hết, và không gơi được viên like nào hết. Vì sao? Vì mấy cái đó nó có bán ở trong shop. Mình vào ở trong shop, ở trong cửa hàng là nó có bán, thì nó đâu có để cho mà dễ gơi anh em. Nhưng mà cũng vẫn có. Cái thứ nhất, trao mình vẫn kiếm được, like mình vẫn kiếm được, cờ ghe mình vẫn kiếm được, và sụt thì mình farm nó có gơi luôn. Đây những cái cách mà mình đã farm ra những cái viên ngọc. Các anh em có thể vào trong đây. Khi mà chúng ta treo một cái bãi quái, thứ nhất là kiếm gen, thứ hai là kiếm ngọc, thứ ba là kiếm item. Rồi chúng ta bán vào trong shop. Bán vào trong shop nó có nhiều cái nguồn lợi. Item mà nằm ở trong công cụ đó là vũ khí, kiếm hay là tất cả dân dân và may. Những cái nào còn gọi là vũ khí thì chúng ta có thể là phân gã ra thành đá tinh luyện cấp cao, bán hiện giờ là 35 hoặc là 30 hoặc là 20, tùy theo người bán và nhu cầu của người mua. Ở đây là mình tích được 141, thì 141 mình sẽ xây được 2 lần. Mỗi một lần mình sẽ tốn là 60 điểm. Ở đây là mình kiếm là trao và mình kiếm like là ở đây đây. Nếu mà hên thì nó sẽ ra những cái viên này, nhưng mà tỷ lệ nó cực kỳ thấp. Mình sẽ xây luôn cho anh em biết. Cái gì đây? Quần đùi gì đây? Nó không hẹn rồi bơi đậu bắp thiệt. Nó ra cả buổi trời, mình tưởng đâu là cái siêu vật phẩm. Ai ngờ nó ra như vậy đó anh em. Mà tiếp theo cái lần thứ hai là cái lần gì đây? Cho nó ra cái gì? Rồi hai viên bơi tắt lửa luôn anh em ơi. Thì hiện giờ bơi nó bán trị giá rất là rẻ nha. 100 bơi á thì có người bán là 150, còn 100 bơi thì có người bán khoảng 130, còn mình bán 100 bơi chỉ có là 130 thôi anh em. Có người người ta bán 150, nhưng mà bơi á thì rất là dễ cài. Khó nhất là chỉ có trao, like và ớt là nó khó, cực kỳ là khó cài luôn. Nhưng mà nó cũng có gơi nha. Như điển hình mấy con cờ lông của mình á thì nó cũng có gơi lưu ghiêu đây nè nè. Có chứ không phải là không có nha. Cái đó là những cái cách cài cơ bản nhất. Và hôm nay mình vào trong đây để mình đi reset
test cái lượng đàm của em này sẽ như thế nào. Quên cho các anh em xem một cái lềm cực kỳ ngon, lềm đây là hoàn hảo và cộng lên 6 luôn, chưa cộng 7, không cộng 7 phí nha. Vì ở đây mình vào phân tích cái bản master luôn, tại vì master nó không có được nhiều, không có review được cái bản master, nó cực kỳ ngứa cái mỏ anh em. Chơi con game mu mà nó không có review được cái master là không có thể nào mà tỏa sáng được, tại vì quá chậm anh em ơi. Ở đây là mình sẽ cộng cho nó là cái hướng bên tab C. Tab C thường thường là cái tab công, tab A là tab thủ và tab này là bổ sung kỹ năng, thì mình sẽ cộng cái tab C trước. Và anh em lúc nào cũng phải cộng vô trong đây 10 điểm là đương nhiên rồi, nếu mà không cộng vô trong đây 10 điểm là không có đường nào mà cộng được mấy cái ô dưới. Và các anh em nhìn cho kỹ nha, ở đây nó sẽ có một cái vũ khí là hai tay, lực tấn công vật lý của chúng ta cộng thêm là 8,0, các anh em nhìn là 8,0 nha, mà ở dưới nó không có phụ trợ gì thêm. Còn ở đây nè, ở đây là lực tấn công hai tay, nó sẽ tăng đam vật lý cho chúng ta là 38,5, các anh em thấy không. Còn ở dưới là phụ họa thêm là khi cầm một cặp á, thì sẽ thêm 50% đam cho mỗi món. Nên như vậy anh em phải cầm hai kiếm nha. Trước mắt á, thì mình chưa có kiếm, mình cầm cái lềm cho nó đẹp, cho nó kỷ niệm, cho nó hoài niệm thôi. Nhưng mình khuyên anh em là phải cầm hai kiếm, anh em sẽ phát huy tối đa nhất cái con MG chiến nha. MG chiến ở phiên bản này cực kỳ cao. Và ở cái phiên bản khác thì mình không biết sao, chứ phiên bản này đàm của nó rất là ảo luôn anh em ơi. Mình sẽ đi reset và cộng cái lượng điểm, cho nó ra một cái lượng điểm sẽ như thế nào. Hiện giờ là mình đang cộng ở bên là phép, đặng mà mình đi cờ lê quái đang cho nó nhanh. Còn bây giờ mình sẽ cộng lại bên chiến, mình sẽ cho nó ra đàm tuyệt đối nhất có thể nha. Và có một cái thông tin đó, thì có một anh đã nói rồi, có thử cái con GF full anh ghi chưa? Trên ở cái lần reset 30 thì cộng anh ghi sẽ phát huy được cái nội năng của cái con GF. Thì clip sau mình sẽ cộng rồi mình test cho anh em thấy. Clip sau mình reset rồi nó có điểm rồi mình hãy cộng luôn, để nhiều khi mà mình vào trong đây mình làm một cái clip mà mình tẩy cái nó mất sạch điểm thì nó kỳ lắm anh em à. Tiếp theo thì mình sẽ đi reset cho em này. Mấy con này á, thì mình chỉ reset thường thôi, chứ mình không có đi reset bằng agent đâu. Chỉ có con GF thì mình reset bằng agent thôi, còn mấy con này thì chỉ reset thường. Lưu Ghiu đã đi cài ngọc mà anh em. Nó bắt buộc chúng ta master là phải lên 25, nhưng mà hiện giờ không có reset được. Thì anh em làm gì? Anh em phải tẩy Buin. Mình sẽ tẩy cái Buin bằng bằng này nè. Ok, đã tẩy được Buin nha. Nhìn vào màn hình các anh em thấy lực nó cực kỳ là lực lưỡng, cực kỳ là dũng mãnh nha. Tuy nó không có cộng gì hết, nhưng mà nó rất là hoài niệm, nó rất là dũng mãnh luôn. Các anh em thấy nè, rất là đẹp nha. Vô phần trong đây. Trong đây thì mình sẽ đi cộng điểm xong rồi đi test cho anh em xem. Vào cái bảng điểm. Bảng điểm của mình thì vẫn còn là 7k. Ở đây cái lượng của mình mặc đồ đây là 105. Các anh em gà vô hết nha. 105 nè, 130 nè, 130 nè. Và ở đây là bao nhiêu? Ở đây thì khỏi cả. Thì ở đây sức mạnh của mình là sẽ cộng mắt và năng lượng của mình thì sẽ cộng vô cho nó là 500. Nhanh nhẹn mình sẽ cộng là 1k5. Còn bao nhiêu mình sẽ cộng vô hết trong phần là STG. Tại mình đi full bên chiến, đặng mình lấy cái đam chiến nó nhiều nhất có thể nha. Rồi, anh em chúng ta đi test nha anh em. Kiếm một cái bãi quái nào cho nó vắng đặng mình test, đặng cho nó ra một cái chỉ số thật nha. Cần thiết là phải lên trên Atlant. Atlant cái lượng đam của nó hiện giờ ở những cái level thấp, những cái map thấp thì cái lượng đam nó ngắt ngưỡng. Còn khi mà lên trên đây là cái lượng đam của mình sẽ đi theo cái map, nên nó sẽ có phần nào đó là nó kìm hãm lại. Mình sẽ lên đây mình test trước. Trên đây cho kiếm một cái bãi mà nó vắng chắc khó lắm anh em à. Ở trên map cao mà các anh em thấy cái lượng đam của mình khá là ổn không? Cái phạm vi farm của nó thì nó cực kỳ hẹp luôn, nhưng mà cái lượng đam của nó lên là nó rất là to nha. Có nên thử với anh này không anh em? So ghi anh trai nha. BK luôn nha anh em ơi. Hai quẹt là xong nha. Quái ở đây rất là đông, nhưng mà anh đứng đó anh kít hoài là mình không có làm clip được, nên ở đây mình sẽ BK luôn anh em à. Nếu mà nó nổ đam hoàn hảo, nổ đam tuyệt vời và nổ đam nhân 2 thì của mình sẽ lên 12k ở cái map lớn nha. Và đam thường của nó thì nó tầm khoảng là 6k, 7k, 8k, có khi là 9k. Các anh em thấy nó rất là tuyệt vời, rất là cao luôn. Còn cái con GF của mình nó cộng full bên cái hướng là vít, mình cho ra ảo ánh liên hoàn nó không có cao, chỉ còn có 4k8 thôi, nhưng mà nó nhảy qua bên quật ngã nó ra cho 8k. Khi mà cộng bên HP qua cái đam quật ngã nó rất là cao, và hơi thở gồng nó cũng rất là cao luôn. Nó nhảy lên tới 8k lận chứ không hề bé nha. Nó farm với một cái diện quá hẹp. Khi BK thì nó rất là khỏe, nhưng mà để farm thì nó rất là tù nha anh em. Các anh em thấy không? Người ta chỉ đứng một chỗ thôi, người ta quơ nó rất là nhiều. Còn mình phải chạy lại từ con mình đánh, tại vì cái cự ly của nó quá hẹp anh em à. Đam nhân 2 lên 15k nha anh em, rất là cao luôn. 12k nè, đam thường là 7k, 3k, 4k, đam nhân 2 là 7k. Còn đam tuyệt vời, đam hoàn hảo của nó lên là rất là cao. Mình vừa farm rồi vừa nhặt gen nha. Tại gen ở đầu game thì chúng ta có thể là bán được, nên anh em cố gắng nhặt gen nhiều vào. Ở trên đây đam nó sẽ khác, rồi mình đây 15k. Mình sẽ đi về một cái là Eberlang 3, đam nó sẽ khác nữa nha anh em. Cho anh em xem 17k anh em à. Đam tuyệt vời của mình lên 17k. Các anh em thấy đam thường sẽ lên 9k, rất là ngọt nha. 17k chắc lội luôn. Ở chỗ nó chỉ có 11k thôi. Đam thường nó chỉ là 5, 6, 7, 8.
Còn đây đam thuận của mình là lên 9, và khi mà cái đam hoàn hảo, cái đam tuyệt vời của mình lên đó là tới 17k là quá tuyệt vời anh em ạ. À, chắc nịch luôn nha. Như vậy đó anh em, khi mà gặp cái con boss anh em phan nó còn cái đam còn bé nữa, tại vì nhiều khi anh em cứ tưởng là cái con của mình nó bị lỗi đam hay là bị fit đam gì lại, khi mà quánh quái nhỏ thì nó co to, quánh quái nhỏ thì đam nó to, còn lên quái cao hay là săn boss cái anh em nói ủa của mình đang 17-18k sao gá với con boss nó chỉ còn có 3k 2k, đó cái đó là nguyên nhân nha. Mỗi một map cao lên là cái lượng đam của chúng ta sẽ bị kìm hãm lại, vì như vậy AD nó mới có đường, nó gút nghe anh em. Cái này em phải nâng cấp lên từ từ hoài, đặng nó mới theo kịp cái lượng đam của từng map. Tại vì ở đây cái em thấy nó khác biệt rõ ràng không? Ở một cái map là Ebelan thì chúng ta cho cái lượng đam tốt nhất, cái đam to nhất của mình là lên 17. Còn ở lên trên cái map là Atlan thì cái lượng cao nhất của mình chỉ lên là 11 thôi, là mình mắc 6k đam đó anh em. 6k đam của một con nhân vật là nó rất là to nha, chứ không phải ít đâu. Được một cái là nó hoài niệm, nó có combo và cầm thêm một cái cây liềm. Cái liềm này ở những cái phiên bản khác có liềm 3 sao là cây liềm gồng á. Cái liềm 3 sao đó chúng ta có thể nâng cấp được. Nhưng mà hiện giờ thì mình chưa có mua được, hay là mình chưa có cài ra được cái viên ngọc mà dung luyện, có ra được cái viên ngọc dung luyện rồi mình sẽ nâng cấp cái cặp găng tay lên để cho anh em xem là nó phần trăm nó sẽ như thế nào. Và từ giờ thì mình đã chia sẻ cho các anh em nè, mình đã nói ra cho các anh em biết là cái hướng để cho các anh em cài. Tại vì những anh em mà đa phần xem cái kênh mình đó là hết 80% là người ta đi theo cái hướng cài, còn 20% kia thì anh em bận công chuyện nên anh em mà có đầu tư nhẹ thì nó sẽ nhẹ hơn cái cài chút xíu. Thì anh em biết là nếu mà cài thì nó sẽ là không tăng S, còn các anh em muốn tăng S thì các anh em không thể cài, nó sẽ có hai hướng rất là rõ rệt. Còn các anh em vừa muốn tăng S mà vừa muốn cài, không có con game nào mà có gì đâu. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau.